Anh Tuấn Anh à, mỗi ngày khi mà cập nhật những thông tin nông nghiệp để mà gửi đến bà con trong bản tin 365 ngày chuyển động, thì bên cạnh biến động thị trường giá cả nông sản ảnh hưởng đến kinh tế của nông dân, không biết là anh Tuấn Anh có thấy điều gì hay và thú vị trong cái lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nữa không? Sản xuất nông nghiệp thì chúng tôi được đồng hành cùng với bà con nông dân chia sẻ những vui buồn trong sản xuất. Năm mới tôi cũng thấy được những điều rất là thú vị và những cái hay ở trong làm kinh tế nông nghiệp. Nhất là thời buổi hội nhập, nông dân tiếp cận sản xuất công nghệ cao ở Lâm Đồng và sự thích ứng tìm ra những mô hình sinh lời ở miền Tây. Bên cạnh đó cũng xuất hiện những cây con giống độc lạ như là nhãn tím nè, rồi vú sữa vàng kim hay là bưởi tiến vua. Hôm nay trong bản tin 365 ngày chuyển động sẽ xuất hiện thêm một loài vật là sản phẩm quý của nông dân Tây Nguyên. Đó là con vật nào thì chúng tôi sẽ bật mí sau. Bây giờ mời bà con điểm qua thông tin chính cùng chúng tôi. Mùa ớt ngọt đầu năm của nhà vườn miền Tây, người trồng vui mà người hái ớt cũng phấn khởi. Khắt khe từ thị trường Trung Quốc, vậy thay đổi tư duy như thế nào để các nông sản mới thâm nhập sâu vào thị trường này? Lâm Đồng đẩy mạnh chế biến sâu, nâng giá trị nông sản. Từ những mô hình nông nghiệp canh nông, nông dân doanh nghiệp chịu chi để làm giàu? Những ngày đầu năm mới Kỷ Hợi, không khí thi đua lao động sản xuất tại các cánh đồng rẫy mào ở tỉnh Sóc Trăng, một tỉnh tiếp giáp với Hậu Giang và Bạc Liêu đã rộn ràng khắp nơi. Ớt là cây mào ngắn ngày, giá thì trồi sụt khó đoán, nhưng mà đầu năm nay nông dân có mùa ớt ngọt. Vì giá bán 20.000 đồng một ký cho nên nhiều hộ có thu nhập rất khá. Ớt có giá không chỉ nông dân trồng ớt vui mà người hái ớt thuê cũng hưởng lây niềm vui này bởi nhà vườn thuê hái rộ có tiền. Tại hoai bên tuyến đường DT846, ấp 2 xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, nông dân trồng ớt khá nhiều. Đến đây sẽ bắt gặp hàng trăm người đang hái ớt thuê. Các ruộng ớt ở đây đang vào giai đoạn thu hoạch rộ nên cần một lượng lớn lao động để thu hoạch. Một số ruộng ớt có từ 4 đến 5 người hái ớt thuê, có ruộng hơn chục người, tạo nên bầu không khí rất nhộn nhịp. Mỗi người hái ớt thuê có thu nhập từ 150 đến 250.000 đồng mỗi ngày. Việc hái ớt thuê đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nhàn rỗi ở địa phương. Người nông dân hy vọng năm mới sản xuất rau màu sẽ thuận lợi cả về thời tiết lẫn giá cả, để niềm vui này được giữ lâu hơn nữa. Nhiều năm nay, trái cây Việt chinh phục hơn 60 quốc gia, trong đó xoài là một trong những trái cây chủ lực, mỗi năm xuất ra thị trường nước ngoài hàng chục ngàn tấn. Bên cạnh đó, thổ nhưỡng phù hợp nên trái cây ngoại nhập trồng ở Việt Nam có vị ngọt hơn hẳn hàng cùng loại của các nước khác. Tại tỉnh An Giang thuộc vùng tứ giác Long Xuyên thì nhiều nông dân và doanh nghiệp đã mạnh dạn đem giống ngoại nhập như là dưa lê, dưa lưới của Nhật Bản, cà chua bi về trồng thành công cho năng suất và chất lượng vượt trội. Nhưng các loại này cũng được phân khu vực cụ thể để phát triển. Thưa quý khán giả, xoài ba màu còn được gọi là xoài Đài Loan cũng bán rễ tốt tại An Giang. Nhiều năm nay, xoài ba màu được khách hàng đánh giá cao bởi chất lượng vượt trội so với xoài trồng ở các địa phương khác. Ở miền Tây, sau Đồng Tháp thì còn có An Giang xuất khẩu xoài đi nước ngoài. Trái cây trồng được xuất khẩu thì nhà vườn còn niềm vui nào bằng nữa đúng không thưa Kiều? Úc và Hàn Quốc, đây là hai thị trường khó tính đã nhập xoài ba màu của tỉnh An Giang. Nông dân sản xuất đạt yêu cầu với tên gọi xoài ba màu Việt Gáp chợ mới. Thông tin cụ thể như sau. Xoài thu hoạch 2 vụ một năm, sản lượng trung bình đạt 15 tấn một hecta, với giá bán từ 20.000 đến 50.000 đồng một ký. Diện tích 5.707 hecta xoài, chủ yếu là xoài ba màu. Trong đó có trên 127 hecta xoài được chứng nhận Việt Gáp, sản lượng gần 2.000 tấn một năm. Xoài chợ mới nhanh chóng xâm nhập chiếm lĩnh thị trường nội địa, xuất mạnh sang thị trường Trung Quốc 80%. Còn lại tiêu thụ khắp các tỉnh thành phố trong nước thông qua 36 vựa thu mua xoài. Hiện nay tổng sản lượng xoài là 85.605 tấn một năm. Vừa qua có 5 tấn tư xoài ba màu Việt Gáp chợ mới xuất vào thị trường Úc và 2 tấn tư xoài xuất sang thị trường Hàn Quốc. Công ty đang thu mua xuất sang Hàn Quốc. Ngoài ra, xoài cát chu cũng được một số công ty ở Bến Tre đầu tư liên kết tiêu thụ. Đặc biệt, tỉnh An Giang hỗ trợ truy xuất nguồn gốc trái cây, mở ra tín hiệu mới, khả quan, đưa trái cây An Giang vươn ra thị trường trong và ngoài nước. Trung Quốc là thị trường chiếm 70% sản lượng rau quả của Việt Nam. Chúng ta đều biết hiện nay có 8 loại trái được đi con đường chính ngạch, như quý bà con đang nhìn thấy ở trên màn hình. Nó là gồm có thanh long, dưa hấu, trái dải, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm.
Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo trong năm 2019, Trung Quốc càng có các tiêu chuẩn khắt khe hơn nữa. Vì vậy mà doanh nghiệp và nông dân cần phải tuân thủ theo quy định trong sản xuất và phát triển bền vững, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm. Trung Quốc không còn là khách hàng dễ tính là bởi vì giới trung lưu tại nước này chiếm 60%. Do đó, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm chất lượng cao, an toàn thực phẩm cũng tăng theo. Từ xưa giờ chúng ta quen với kiểu làm nông nghiệp, bán những gì chúng ta có, thay vì bán những gì thị trường cần. Điều này đòi hỏi cần có sự thay đổi trong tư duy và thói quen của cả người tiêu dùng lẫn người sản xuất. Thực tế bắt buộc nông nghiệp Việt Nam thay đổi, vậy thì thay đổi tư duy xuất khẩu sang Trung Quốc, giữ lấy bạn hàng này, chúng ta phải làm sao? Câu hỏi này được các chuyên gia giải đáp như sau. Hiện nay, Việt Nam đề nghị Tổng cục Hải quan Trung Quốc mở cửa thị trường theo thứ tự ưu tiên gồm sầu riêng, bưởi, chanh leo, khoai lang, dừa, na, roi, măng cụt. Phía Trung Quốc đang xem xét và sớm có quyết định nếu phía Việt Nam hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật để đẩy nhanh tiến trình mở cửa. Chính sự khắt khe này sẽ nâng cao năng lực tiếp cận thị trường, năng lực sản xuất của các doanh nghiệp và năng lực thích ứng thị trường của nông dân. Theo chuyên gia, thương mại điện tử ở Trung Quốc đang phát triển mạnh đến từng ngóc ngách các hộ gia đình. Vì vậy, các doanh nghiệp cần tận dụng các kênh bán hàng này. Một điều quan trọng là doanh nghiệp cần đăng ký thương hiệu sản phẩm với cơ quan chức năng của Trung Quốc. Để thuận lợi khi giao dịch, kinh doanh tại thị trường Trung Quốc, các doanh nghiệp Việt cũng cần xác minh thực lực và uy tín của doanh nghiệp Trung Quốc. Bên cạnh đó, cần cập nhật các thông tin thị trường, chính sách xuất nhập khẩu, các quy định về chất lượng sản phẩm và thị hiếu tiêu dùng của các địa phương bên phía Trung Quốc. Nâng chất sản phẩm nông nghiệp, tiếp cận thị trường, hiểu thật kỹ đối tác của mình là những điều mà các doanh nghiệp Việt Nam cần làm. Điều này sẽ mở ra cơ hội mới để nông lâm thủy sản sẽ xuất khẩu vượt hơn 40 tỷ đô la Mỹ. Vậy thì mỗi địa phương chuẩn bị như thế nào? Đó lại là sự chủ động và thích ứng của mỗi nơi. Mời bà con và quý khán giả đến tỉnh Lâm Đồng để xem việc sản xuất và tiêu thụ nông sản như thế nào. Chế biến nông sản là lĩnh vực được ngành nông nghiệp Lâm Đồng quan tâm phát triển thời gian qua. Hiện toàn tỉnh có 76 doanh nghiệp chế biến rau quả, mỗi năm chế biến được khoảng 26.575 tấn thành phẩm và gần 850 cơ sở thu gom sơ chế rau quả. Kế đó là cà phê, trà. Đối với cà phê, hiện Lâm Đồng có 33 doanh nghiệp và trên 250 cơ sở nhỏ lẻ sơ chế biến cà phê nhân với tổng công suất khoảng 300.000 đến 320.000 tấn. Có 192 doanh nghiệp cơ sở chế biến cà phê rang xay, cà phê bột với tổng sản lượng khoảng 6.028 tấn mỗi năm. Đối với cây trà, hiện toàn tỉnh có 155 công ty chế biến với quy mô gần 29.900 tấn mỗi năm và 90 cơ sở chế biến trà với quy mô 17.437 tấn mỗi năm, tỷ lệ xuất khẩu đạt 60%. Tuy lĩnh vực chế biến sâu chưa như kỳ vọng, nhưng công tác sơ chế sau thu hoạch đã có phát triển tương đối khả quan. Với việc hình thành và nhân rộng mô hình trung tâm sau thu hoạch, nông dân cũng chú trọng khâu bảo quản sau thu hoạch, nhờ đó đã giảm tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch và nâng cao chất lượng, giá trị, thương hiệu của nông sản. Với mục tiêu xây dựng thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng ngày càng đẹp hơn, tạo thêm những khoảnh khắc khó quên cho du khách, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư tiền để xây dựng những mô hình du lịch canh nông đặc sắc. Rõ ràng là bây giờ du lịch Đà Lạt, những mô hình này đang tạo ra những sản phẩm riêng có của Đà Lạt. Đó là những vườn dâu, những vườn rau công nghệ cao. Vâng, vậy là vườn có rau quả công nghệ cao bán cho khách hàng đủ chuẩn xuất khẩu nếu cần, mà nông dân, doanh nghiệp còn tạo ra một kiểu làm kinh tế mới từ chính nông nghiệp là du lịch canh nông. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên 365 ngày chuyển động. Đà Lạt từ xưa đã nổi tiếng với nhiều hoa trái đặc sản, tất cả đã tạo nên tên tuổi cho thành phố Đà Lạt, đặc biệt là đối với du khách khi đến với Đà Lạt. Chị Nguyễn Thị Tâm, du khách thành phố Hồ Chí Minh, điều làm chị ấn tượng khi đến với Đà Lạt không chỉ bởi khí hậu trong lành, mát dịu, con người hiền hòa, mến khách, mà còn bởi những món quà đặc sản từ cây trái, rau quả được trồng và chiết xuất ngay tại vườn. Thông thường thì mình hay mua trái cây sấy về làm quà cho người thân ở nhà. Trái cây ở đây là vừa ngon nhưng mà không có quá ngọt, vị ngọt tự nhiên, không có đậm đường. Có thể nói, để có được những món quà đặc sản, chất lượng, làm hài lòng du khách, nhiều doanh nghiệp đã chú trọng đến xây dựng mô hình kết hợp này. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt Thiên nhiên ở phường 11, thành phố Đà Lạt,
Sau nhiều năm đi vào hoạt động, năm 2018, đơn vị đã tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô với diện tích 1 hectare, được đầu tư bài bản quy mô với những cây trồng mặt hàng nông sản như dâu tây, cà chua cherry, cà chua đen, cà chua vàng và atiso. Không chỉ trồng mà nơi đây còn chuyên cung cấp các sản phẩm về nông nghiệp công nghệ cao và các sản phẩm đặc sản, nông sản của Đà Lạt và còn là điểm đến du lịch tham quan của du khách. Tổng thể cái mô hình của mình ở đây nó là một cái khu tổ hợp, dù rằng là quy mô của nó thì không được to lắm như là một điểm du lịch, nhưng mà cũng đủ để cho khách du lịch và dân địa phương tới tham quan và trải nghiệm tất cả mô hình. Nó gồm vườn dâu, vườn rau, vườn dưa, đồi hoa và tất cả những cái điểm check-in sống ảo mà gần như là đang hot nhất của Đà Lạt hiện nay. Một phần là mình bán cho khách du lịch, một phần là các loại rau, hoa và trái cây thì phục vụ cho cái nhà hàng buffet rau cho khách tham quan và trải nghiệm và thưởng thức. Điều đáng nói ở đây, những mô hình nông trại du lịch canh nông đã trở thành những điểm lựa chọn du lịch thú vị của du khách khi đến với Đà Lạt. Và đây đang là hướng đi mà nhiều doanh nghiệp ở Đà Lạt hướng tới, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong nhà kính này thì nó cách ly được những cái sinh vật bên ngoài vào, đặc biệt là những cái con bọ rồi đó. Thì cái hiệu quả của cây nó cao hơn và trong này thì không phải phụ thuộc vào thời tiết ngoài trời. Một mùa xuân mới đang về trên khắp các phố phường. Với thành phố Đà Lạt, mùa xuân mới càng trở nên đẹp và quyến rũ hơn, bởi những người con của vùng đất đỏ Ba Gian luôn biết tìm tòi, mạnh dạn đầu tư, xây dựng mô hình du lịch mới, độc đáo. Thưa quý khán giả, đôi khi vì vùng đất đỏ Ba Gian, vì khí hậu mát mẻ, vì sự khoáng đạt của núi rừng Tây Nguyên, mà lại là một cái hay sản sinh ra nhiều thứ mới lạ. Không biết là anh Tuấn Anh đang định nói đến điều gì? Dân Tuấn Anh đang muốn mời Thư Kiều và bà con chúng ta hãy tìm hiểu về một giống gà độc lạ mà ban biên tập vừa tổng hợp được từ các đồng nghiệp của chúng ta trên báo. Không biết là Thư Kiều đã từng nghe qua gà lông ngược bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Và cái giống gà này thì có nguồn gốc từ đâu vậy Tuấn Anh? Nghe thì lạ lạ. Dân, tôi nghĩ là bà con Tây Nguyên sẽ biết giống gà này. Gà lông ngược không chỉ thu hút mọi người bởi vì bộ lông mọc ngược xù ra mà còn đẻ rất là sai trứng, thịt ăn thơm ngon. Mời bà con xem một vài hình ảnh giống gà lông ngược đặc sản này, xem coi nguồn gốc của chúng là ở đâu. Làng Cum, huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai nằm chênh vênh trên một quả đồi được bao bọc xung quanh bằng con suối Đắc Tơ Vơ. Giống gà lông ngược này xuất phát từ làng Tum. Người dân địa phương không nhớ giống gà lông ngược có từ khi nào, nguồn gốc từ đâu. Chỉ biết rằng hàng chục năm về trước, gà này đã có. Gà lông ngược được đẻ trứng và ấp nở như những con gà khác. Tuy nhiên khi lớp lông tơ dần được thay thế bằng những chiếc lông cứng cáp thì cả thân con gà cứ xù lên, mọc ngược lại. Đặc biệt giống gà này đẻ rất sai trứng và thịt rất thơm ngon. Tuy đẻ sai nhưng tỷ lệ đậu trứng lại khá thấp, chỉ khoảng 30%. Và những con nở ra này không phải con nào cũng mang trên mình bộ lông ngực. Giống gà này rất nhỏ con, còn lớn khoảng 1,5 kg. Thức ăn của chúng là lúa, bắp, gạo như những con gà bình thường khác. Tuy nhiên, gà lông ngực thích ngủ trên cây cao hoặc làm tổ trên cây. Gà lạ nhưng dân làng không bán, chỉ để ăn và cúng vào dịp lễ Tết hoặc đại khách quý. Đơn giản là vì người dân muốn giữ giống gà quý này. Các chuyên gia thì nói rằng trên thế giới chưa từng thấy giống gà này. Có khả năng đây chỉ là hiện tượng đột biến do khí hậu thay đổi nóng lạnh đột ngột hay là do thức ăn thay đổi đột ngột. Nhưng mà cho dù là lý do gì đi chăng nữa thì hàng chục năm nay gà lông ngược vẫn được giữ gìn và phát triển tốt tại làng Cung, huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai như là một đặc sản quý mà chưa nơi nào có được. Dân, và nếu muốn nuôi phát triển kinh tế cho người dân nơi đây thì ngành chức năng phải giúp đỡ việc quy hoạch, tìm đầu ra và bảo vệ thương hiệu. Kính chúc bà con nông dân và quý khán giả năm mới vận hội mới. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.